Xin chào tất cả các bạn. Xin mời các bạn đến với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Hôm nay thì mình đi tham dự một cái đám cưới của đồng bào dân tộc người Tày các bạn ạ, trên Tây Bắc của mình nhé. Thì lát nữa thì mình sẽ quay cho bạn những cái phong tục tập quán, cũng như là những cái phong tục mà mọi người giao dâu cũng như là nhận dâu của đồng bào dân tộc người Tày. Thì trước mặt mình là đây là cái chỗ mà khung rạp mà mọi người đang đứng ở ngoài để tiếp khách, đón khách các bạn ạ. Ở đây thì thường thường mọi người đa số là mặc những bộ trang phục của đồng bào dân tộc mình. Thì lát nữa thì mình sẽ di chuyển lên trên nhà, quay cho bạn phía trên nhà. Đó, chào các cô nhá. Mọi người mặc bộ quần áo đẹp quá. Quần áo Tày đấy, dân tộc Tày đấy. Bình thường là mọi người có mặc như vậy không? Ngày ngại. Các ngày lễ cưới mới mặc thôi. À, có nghĩa là những cái sự kiện vui đúng không ạ? Như ngày Tết đúng không? Ngày Tết có mặc không ạ? Mọi người có mặc không ạ? À, vâng. Nhưng mà bình thường là mọi người có phải đeo vòng cổ không? Bình thường á? Vâng. Không đeo đâu. Cháu thấy là ở những chỗ khác là mọi người hay đeo vòng cổ này. Đấy là dân tộc khác. À, dân tộc khác. Đây là mình Bình thường là mình chỉ mặc bộ quần áo không đấy ạ? Vâng. À, có à, có. Đây là ngày lễ nhưng mà hôm nay là mình có nghĩa không đeo luôn đúng không? Không đeo thôi. À vâng. Không đeo. Mặc không mà. Gái ạ? À, vâng. Gạo rượu đây, à, vâng. Vợt gà đây, thành thang đây. Yeah. Thế hôm nay nhà mình mang sang nhiều không ạ? Nhiều đấy. Tạ lợn đấy. Một tạ lợn ạ. Gà nhiều không cô? Gà. Vâng. Gà đi. Sáu con. Có phải mang trâu sang không ạ? Không. Dân tộc mình không phải trâu. À, dân tộc Tày là không phải trâu các bạn, chỉ có gạo, rượu với lợn thôi các ạ. Vâng. Lợn mới tiền. Tiền. Vâng. Thôi chào, cảm ơn mọi người nhá. Đó chính là những chiếc xe hoa mang biển số của tình yêu, biển số của hạnh phúc đưa đón cô dâu, chú rể của chúng ta cập kê trở về với gia đình họ nhà trai chúng ta. Và trong các ban tổ chức chúng tôi xin được liên tục nồng nhiệt chào đón sự hiện diện có mặt của đoàn đại biểu đưa dâu gia đình họ nhà gái. Và đoàn đại biểu đón dâu của gia đình họ nhà trai chúng ta đã đưa đón cô dâu trở về với cổng hoa hạnh phúc của gia đình họ nhà trai chúng ta. Rất bình an, rất tuyệt vời và nồng ấm giữa những tình cảm đặc biệt của hai gia đình. Thưa quý vị và thưa toàn thể tất cả các bạn, toàn thể hội hôn thân mến. Và để rồi điều còn nhớ lúc nào nhờ sắp tay hàng đi giữa trời hạnh phúc với tiếng nắng quê hương vàng rực cánh đồng để xa xa uốn lượn vào dòng sông. Nước trong mắt những mắt anh xanh thắm, anh nhìn em với cái nhìn sâu thẳm để thầm với nhau ta được sống bên nhau. Nhưng hôm nay thì sao? Hôm nay đã thỏa chiếc đầu, anh đã đón em về trong niềm vui hạnh phúc. Lúc này thì toàn thể tất cả các bậc quý vị, các cụ cũng các bà, đoàn thể quý vị đại biểu, khách quý, cô chú bác anh chị, chúng ta đã được nhìn thấy hình ảnh vô cùng tuyệt vời với tình cảm cực kỳ nồng ấm và đôi bạn trẻ của chúng ta. Họ đang tay trong tay, họ đã đi trên một con đường, đó chính là con đường của tình yêu, con đường của hạnh phúc. Và cũng từ đây đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ mở ra một trang mới của cuộc đời, đó là cuộc sống của gia đình vun đắp và giữ gìn hạnh phúc cho cả một tương lai. Xin được trân trọng kính mời bộ phận lễ thân, bộ phận giúp đỡ gia đình, chúng ta sẽ di chuyển ra ngoài cổng hoa để đón những tình cảm đặc biệt của hai gia đình cũng như những tình cảm yêu thương nhất mà đôi bạn trẻ họ sẽ dành cho nhau, đã dành cho nhau để gửi đến với toàn thể tất cả chúng ta trong ngày như trong ngày này. Xin được trân trọng kính mời sự hiện diện có mặt của ông trưởng đoàn đại diện đưa dâu họ nhà gái và đại biểu đón dâu của gia đình nhà trai chúng ta đưa đón cô dâu trở về với gia đình. Xin trân trọng cảm ơn và kính mời. Thank you.
Một cái quý vị thân mến, thưa toàn thể quý vị đại biểu, quan khách cùng toàn thể tất cả quý vị khách quý. Đó cũng vẫn mùa xuân từ hoa mới nở, mà hoa nở là xuất của mùa xuân hạ thu đông. Những chi tiết tung cảnh để loan tin mừng hạnh phúc, hoa hẹn cười để đón nắng bình minh. Được kia đôi anh chị sánh vai, đẹp cơ đông vườn trước mai một nhà. Để bà con cô bác bỏ mặt hành xa, đến mừng hạnh phúc thì tàu tần cập kê. Chúc cho trên thắng mạ kề, sang năm hạnh phúc không hề đổi thay. Xin chân thành đồng nghiệp chào đón những tình cảm của tất cả các quý vị và đại biểu gia đình nhà trai nhà gái sẽ trở về và mang trở về với khán giả của gia đình nhà trai chúng tôi. Và xin chân thành những lời những trở về của quý vị và mọi thủ tục nghi lễ sẽ được chúng ta tiếp nối từ gia đình bên. Xin chân thành những lời. Tuyệt vời, nồng ấm nhất để đón tiếp đoàn đại biểu đưa dâu của gia đình nhà gái. Cũng như ít phút nữa, chúng ta sẽ đón tiếp tất cả các quý vị đại biểu, quan khách và tất cả các bạn cao niên. Quý vị khách quý sẽ trở về để chung vui và chúc mừng ngày hạnh phúc cho các bạn trẻ và đại lễ của gia đình trong ngày hôm nay. Xin được đọc kính mời. Mình sẽ di chuyển lên trên nhà các bạn nhé. Mình quay cho bạn phía trên nhà. Chào cô nhá. Mọi người đang xế cơm đấy ạ. Đây mình đang ăn cháy này. Đang ăn cháy. Đây quay cho bạn. Dạ. Ôi mọi người tới hết cơm ra ngoài này các bạn ạ. Còn mỗi cháy rồi đây, các bác đang ăn cháy. Mình di chuyển lên trên nhà các bạn ạ nhé. Đây là phía trên nhà các bạn này. Bên trên thì có các bác này, các con vai thượng thân các bạn, những vai gọi là lớn, lớn trong gia đình ạ. Đó, bên này thì có các bà các bác, dạ không ạ. Có các bà các bác đang ngồi trên này. Bên trong kia là cái buồng của cô dâu chú rể các bạn nhé. Bây giờ thì mọi người đang vào để chuẩn bị làm cái lễ giao dâu cũng như là nhận dâu các bạn nhé. Và nữa thì mình sẽ quay cho bạn một chút cái phong tục tập quán trên này. Mọi người để nhà rất là to, rất là khó để nói chuyện. Ở phía trong kia thì có cô dâu, mình sẽ tiến vào bên trong. Đây là có các bà, các bác này các bạn này. Chúng ta tiến vào cái chỗ mà buồn của cô dâu chú rể các bạn ạ. Chào mọi người nhá. Anh em vào đây một chút nhá. Hai bù dâu à? Hôm bên đây là có tận hai bù dâu à?
à, một con đón đúng không? Quay thì đa số là chỉ có một cô dâu cùng cô đó thôi các bạn ạ. Mọi người là đều đeo những cái vòng kính giống nhau hết à đúng không? Em đeo mấy vòng đấy? Thế phải vòng không? Phải vòng bạc không? Có phải vòng bạc không? Ở bên kia là bà nữ của em phải không? Bà nữ à? Đây, đi quay cho bạn phòng nha. Mọi người trang trí rất đẹp các bạn ạ. Do mọi người để nhà nên khó nói chuyện với mọi người. Bộ quần áo của em là chú ý phải mặc luôn, không phải là chú đang phải bẻ phải luôn. À, vậy là phải luôn à. Còn à, hai chú dâu là phải mặc đúng không? Em đang gửi ở đây à? Em đang gửi ở đây à? Này thì mọi người thế là tôi đang mình qua sổ kinh nhiều thì là cũng đây là thằng Kim trọng tâm là Hóa Điều ông bà đang đấy đây là bà Nao tốt của ông Gia ba thằng đồng hồ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mày nên có đồ hồi đúng nhà rồi. Em khơi, em được khơi làm khơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.